Vâng ạ, kính thưa các thầy cô, cho đến hôm nay thì việc học tập lịch sử, học tập học vấn dạy con vào thứ bảy gần như đã trở thành một cái nét văn hóa rất là đẹp của hệ thống chúng ta. Vào ngày thứ bảy thì chúng ta được cùng nhau ôn lại những tấm gương cha ông, những bài học lịch sử để giúp cho chúng ta, nạp cho chúng ta những cái tinh thần, những cái động lực sau một tuần làm việc. Trong một tuần thì chắc chắn là chúng ta đôi lúc sẽ có những cái diễn biến cảm xúc khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta được xem lại, được học lại những tấm gương anh hùng cách mạng, những cái giai đoạn lịch sử của Việt Nam thì đều giúp cho chúng ta khơi lên được những cái tấm lòng tri ân, tình lòng biết ơn và truyền cho chúng ta một cái động lực rất lớn để chúng ta tiếp tục học tập và phục vụ cho sự nghiệp giáo dục. Và kính thưa các thầy cô, đáng lẽ ra là tuần này chúng ta sẽ học học vấn dạy con xem sao le cách tuần. Nhưng vì là 2 tuần trước thì chúng ta đã học học vấn dạy con rồi nên là hôm nay thì các thầy cô khai trí Đà Nẵng sẽ báo cáo cái bài mà các thầy cô đã chuẩn bị. Bởi vì vậy nên là chúng ta sẽ có cơ hội được học 2 tuần báo cáo lịch sử liên tiếp. Và ngay sau đây thì em xin được kính mời tất cả các thầy cô, chúng ta sẽ cùng nhau lắng tâm và tập trung toàn bộ tinh thần của mình để lắng nghe phần báo cáo bài học lịch sử ngày hôm nay của các thầy cô đến từ khai trí Đà Nẵng. Con xin kính mời thầy và các thầy cô cùng chú ý lắng nghe. Dạ, con xin kính chào thầy. Em xin kính chào các thầy cô, ban cố vấn, ban kiện toàn, các thầy cô, ban lãnh đạo các trường, cùng tất cả thầy cô có mặt trong buổi học tập hôm nay ạ. Chúng em gồm cô Nguyễn Thị Ái Sương, cô Từ Thị Bé và em Nguyễn Đoàn Mỹ Duyên. Chúng em đại diện nhóm Mầm Non Khai Trí Đà Nẵng chia sẻ về bài học lịch sử với chủ đề Nhà tù Côn Đảo, Địa ngục Trần Gian. Chúng em xin bắt đầu bài báo cáo của mình. Nội dung báo cáo gồm 3 phần. Phần 1, biến địa ngục thành trường học và rèn luyện. Phần 2, câu chuyện đức hạnh. Phần 3, bài học lịch sử và thực tiễn. Kính thưa các thầy cô, sau đây em và cô Sương xin được trình bày phần thứ nhất, biến địa ngục thành trường học và rèn luyện qua 3 chương. Chương 1, nhà tù Côn Đảo, địa ngục Trần Gian. Chương 2, cuộc đấu tranh tại nhà tù của các chiến sĩ cách mạng. Chương 3, tội ác của bọn xâm lược và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Và sau đây, chúng em xin kính mời các thầy cô cùng tìm hiểu về lịch sử của nhà tù Côn Đảo. Vì sao nơi đây được xem là địa ngục Trần gian? Côn Đảo được biết đến qua một cái tên khác là Côn Lô, cách đất liền gần 100 hải lý, không có dân cư sinh sống. Nơi đây là vùng đất thuận lợi để xây dựng nhà giam, nhằm thực hiện những âm mưu toan tính với những người tù chính trị yêu nước bằng những đòn tra tấn ác liệt mà không sợ người tù trốn thoát. Nhà tù ở Côn Đảo quyết định thành lập vào ngày 1 tháng 2 năm 1862, sau khi thực dân Pháp chiếm đóng Gia Định. Từ đây khởi đầu một giai đoạn lịch sử nhà tù đầy man rợ dưới thời thực dân đế quốc. Để có thể quản lý các tù nhân, chính quyền thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã cho xây dựng 127 phòng giam, 42 xà lim và 504 phòng giam biệt lập tại khu vực Côn Đảo. Các trại giam chính gồm có 3 trại. Trại 1 là trại Phú Hải, trại 2 là trại Phú Sơn, trại 3 là trại Phú Thọ. Trại phụ của trại 3 là trại Phú Tường, khu biệt lập Chuồng Bò, Chuồng Cọp. Trong hơn nửa thế kỷ đầu, nhà tù Côn Đảo chỉ có trại 1. Đây là nơi giam giữ các loại tù, điển hình của chế độ khổ sai giết tù. Trại 1 có 2 dãy phòng giam, là nơi nhốt tù nhân. Dãy bên phải có 5 phòng giam, trong đó sàn lập đá có cọng sắt dày và tường đá bao quanh dành cho những người tù khổ sai thuộc loại nguy hiểm. Dãy bên trái cũng có 5 phòng giam, trong phòng tối như bưng, không khí ngột ngạt, lại thêm mùi cầu tiêu xông lên nồng nặc. Phía cuối sân trại 1 là dãy xà lim và hầm xây lúa. Một tháng bị phạt ở xà lim, người tù phải ăn cơm nhạt, uống nước lã 10 ngày. Mùa hè thì mắc nóng hầm hập, còn mùa đông thì hơi đá tỏa ra lạnh thấu xương. Người tù trần truồng, chân bị cùm, luôn nằm ngửa mặt lên trần. Vào hầm tối chỉ để hở một cái lỗ nhỏ, lại bịt kín bằng một lưới sắt, làm cho người tù héo quắt lại, mắt bị mờ và chân đứng không vững.
Hình phạt nhốt cầm tối không quá một tháng dành cho người nào đã qua 5 lần phạt xà lim hoặc bị nhốt xà lim 60 ngày. Ở trại 1 là hiện thân của địa ngục trần gian, những công việc khổ sai dành cho các tù nhân như xây lúa, đốn củi, kéo gỗ, kề đá, mò san hô, dọn tàu còn rùng rợn hơn cả cái chết. Hai mũ cầu Ma Thiên Lãnh đã có 356 người tù bị giết hại. Xây cầu tàu Côn Đảo trong nhiều năm đã vùi sắp gần 1.000 người. Hầm xây lúa là khu vực nhốt những người tù thuộc loại bất trị nguy hiểm. Phạt xà lim và hầm tối chưa đủ thì tiếp tục đày đọa họ xuống làm khổ sai ở hầm xây lúa. Xây lúa có 5 cối xây, trong cuốn hai người tù bị xiềng xích là một, phải 6 người mới quay nổi cái cối đó. Thời gian trong hầm xây lúa, người tù phải chịu cảnh tối tăm, chỉ có một thứ ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu leo lét. Không khí trong hầm xây lúa rất ngột ngạt, bụi mù mịt và nhiều người tù bị mờ mắt sau một năm ở đây. Những người tù lúc nào cũng phải ở trần, mồ hôi nhơm nhớp vì nóng bức. Bụi trấu cũng vì thế mà bám vào da thịt, khiến người ngứa ngáy. Lâu ngày không được tắm, da thịt của người nào cũng bốc ra từng mảng, lở loét rất đau đớn. Ngoài ra, trong hầm xây lúa còn có nạn áp bức của cặp rằng. Đó là những thầy da búa lưu manh được quản ngục giao cho điều hành công việc trong tù, nhưng chủ yếu là hành hạ tù nhân, một kiểu dùng tù trị tù khá phổ biến trong các nhà tù thời Pháp. Ở trại 2 được xây năm 1916, gồm 14 xà lim, cấu trúc như trại 1 nhưng được dành riêng để đày ả tù chính trị với chế độ khác biệt hẳn. Tù nhân trại 2 bị cấm cố trong tháng, mỗi ngày chỉ được ra ngoài 2 lần, mỗi lần chưa đến 10 phút để nuốt vội miếng cơm hẳn đầy sạn và thóc. Vào cấm cố vài tháng thì ghẻ lở đầy người, mòn mỏi đi vì thiếu ánh sáng, khí trời và dinh dưỡng. Thêm vào đó là chế độ ăn uống tồi tệ, nhiều người bị kiết liệt nặng rồi chết. Năm 1931, trại 2 có hơn 300 tù thì có 30 người chết vì bệnh tật. Nếu như giết tù nhân ở trại 1 bằng khổ sai thì chúng giết tù nhân ở trại 2 bằng cấm cố. Còn ở trại 3 được xây năm 1928 là nơi tạm giam tù nhân mới ở đất liền đưa ra đảo, sau 8 ngày mới phân đi các trại khác. Làm như vậy để những tin tức do tù nhân từ đất liền đưa ra không ảnh hưởng đến tù cũ. Sau này ở trại 3 dùng làm nơi giam những người tù chính trị được vào loại nguy hiểm và bất trị, can tội âm mưu phá rối trị an. Trong hệ thống nhà tù Côn Đảo, không thể nào không nhắc đến sự tồn tại của chuồng cọp. Hệ thống chuồng cọp và trại giam chỉ ngăn cách bằng cánh cửa nhỏ bị khóa, ngụy trang như cánh cửa đã không dùng lâu ngày. Ngoài những cai ngục thì không ai được biết về bí mật nơi biệt giam này. Để hiểu rõ hơn về chuồng cọp, em kính mời quý thầy cô cùng nghe lại những lời kể của các bác tù nhân đã ở nơi đây. Trên Côn Đảo này liên tục 113 năm thì 113 năm địa ngục trần gian. Hình ảnh mà tôi ghê rợn nhất và tôi không thể nào quên được là hình ảnh của chuồng cọp. Pháp thì làm chuồng cọp ra từ năm 1940. Nhưng Mỹ Ngụy mới là sử dụng nó cách đúng nghĩa. Cái nơi mà Pháp đó dùng để là cho người tù cấm cố được là tắm nắng thì Mỹ Ngụy dùng nó để đánh tử trù, là đưa một người đứng ở giữa bốn tên ác ôn đứng bốn bên, và tên này đánh một cú, người kia văng qua bên cạnh, thì tên đối diện đó đánh một cú, rồi cử như thế, đánh giang qua giang lại và văng ở giữa bốn cái trụ này, thì cái người đó đó giống như là bị những cái búa mà cứ bổ qua bổ lại. Nếu mình đấu tranh mình la thì ở trên nó có vô bột nữa, nó rải vô bột nữa. Vô bột mà một thứ mà mình thấy nó nói chứ bình thường á, thì nội mình thấy cái hơi nó cũng khó chịu rồi. Vô bột mà rải vô một cái phòng mà rất đông người, mà càng cửa quậy nhiều á thì vô nó còn bung ra nhiều nữa, nó càng ngọc. Mà thậm chí có khi á, nếu mà đấu tranh nữa hang la nữa hang thì nó tạt nước vô.
đi vô cầu đi vệ sinh được. Thì nó có những cái thùng vuông độ chừng mỗi bề rồi 2 thước rưỡi đóng bằng dán ghép rồi 4 miếng trên lớn dưới nhỏ. Thì cái kẻ là nó làm không kín cho nên nước phân nó chảy ra đến nỗi mà anh em nóng nực hôi thối. Con ruồi xanh tức là con nhặn đó, nó nghe mùi thối đó, ngoài cửa nó bay vào, nhưng là vào cái nóng từ nóng bức của cái phòng tư hình nó không chịu nổi, nó bay trở ra hôi thối thì khỏi nói. Con dòi đó nó bò dưới đất vì nó trong thùng rồi nó bò ra ngoài là mất vệ sinh, nhiều anh em mà chết. Từ khi con đảo thành lập, bọn thực dân Pháp đã xây ra 18 sở tù. Các sở này xuất hiện đồng loạt để cải tạo người tù bằng những hình thức lao động khổ sai để phục vụ toàn diện các mặt đời sống cho thực dân, đế quốc và đời sống người tù trên đảo. Nhà tù con đảo có ghi rõ quy chế là phải cứng rắn với đám tù nhân và không được giao dịch với họ. Với hệ thống trại giam kiên cố, với chế độ tù đầy man rợ, nhà tù con đảo thật sự là một lò sát sinh khổng lồ mà thực dân Pháp đã xây nên nhằm tiêu diệt lực lượng cách mạng nước ta. Biết bao người Việt Nam yêu nước đã bị lùa vào lò sát sinh này. Họ đã hiên ngang chấp nhận cuộc chiến đấu không cấp sức với kẻ thù bằng tấm lòng chung với nước, hiếu với dân, bằng ý chí kiên cường. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Ngoài ra, các tù nhân ở nhà tù con đảo bị kêu những loại án như án cấm cố, án pháp lưu, án phóng trục, án khổ sai, án giam, án lưu. Ở đây, chế độ ăn mặc và ngủ nghỉ vô cùng thiếu thốn, khổ cực. Bọn chủ thầu cùng bọn cai ngục bức xén phần lớn. Chúng cho tù nhân ăn cơm gạo lứt, hẩm lẫn trấu, thóc, cát, sạn, mãn sành. Đến nỗi, các tù nhân phải đổ nước cho trấu nổ lên, cát sạn lắng xuống rồi lấy cơm mà ăn. Vậy mà ăn cũng không đủ cầm hơi. Các tù nhân làm khổ sai ngồi đảo, nhiều gấp 3, gấp 4 mức lao động bình thường. Làm khổ sai ở sở nào cũng có thể chết người vì mức lao động quá cao, việc làm quá nguy hiểm. Ở đây điều kiện lao động khắc nghiệt, không đủ cả công cụ thô sơ, lại bị đòn roi hiểm ác của các cai ngục. Ngoài ra, các tù nhân còn dọn tàu, phải khuân vác từ sáng sớm đến chiều tối. Buổi đêm phải trông đèn làm cho đến khi hết hàng mới được nghỉ. Nhiều người bước không nổi, ngã gục vào thành kè đá, bao hàng đè sấp lên người. Chỉ chờ có thế, bọn cai ngục lập tức xúm lại cuộc gậy hèo vào đầu, vào lưng người tù. Khi khai thác đá học ở trong núi Chúa, các tù nhân phải lên núi khoan lỗ, nổ mình, đập đá, khung vác, xếp lên xe đẩy về. Khi nổ mình, mặt đá văng lung tung, không có ai là không bị thương. Ngay từ khi có nhà tù công đảo, thì tù cổ sai đã phải lấy san hô để nung vôi. Kiếp cổ san hô có khoảng 80-100 người. Khi thủy triều rút, họ đem theo đòn xeo, choáng và đẩy xà lan ra ngoài cùng san hô, cách bờ chừng 2 km. Nước chưa cạn hẳn, bọn các ngục đã đẩy họ xuống, bắt ngụm lặn, đào bới, lấy từng tảng san hô lên, rồi bữa nhỏ, chấp thành đóng. Khi nước lên trở lại, sẽ đưa xà lan tới, bốc lên trở về. Toàn bộ cuộc sống ở nhà tù được tổ chức để trừng trị người tù. Xiềng đơn, xiềng kép, xiềng hai người làm một, cùm một chân, cùm hai chân, ăn cơm nhạt, uống nước lã, bắt nhịn đói là những hình phạt thường đi kèm với những biện pháp đàn áp người tù, là đánh đập, tra tấn, nhốt trong khám, trong xà lim, trong hầm tối, trong những khu biệt giam, bắt lao động cực kỳ nặng nhọc ở khu hầm xây lúa, sở củi. Côn đảo là nơi tập trung tù án nặng từ các nhà lao khác đưa về đầy biệt xứ. Những người đứng đầu các phong trào, các đảng phái chính trị, những đồng chí lãnh đạo trung ương và địa phương của Đảng Cộng sản Việt Nam, tức là những người mà địch liệt vào loại nguy hiểm bậc nhất đối với nền thống trị của chúng ở Đông Dương. Cho nên chế độ nhà tù Côn đảo cũng khắc nghiệt và bậc nhất. Để hiểu hơn về các chiến sĩ ở nhà tù Côn đảo, em kính mời các thầy cô cùng đến phần trình bày của cô Nguyễn Thị Ái Sương sẽ tiếp tục báo cáo chương 2 ạ. Con xin kính chào thầy, em xin kính chào các thầy cô. Kính thưa các thầy cô,
Nhà tù Côn Đảo là địa ngục trần gian do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ lập nên để tra tấn, tù đầy những chiến sĩ cách mạng. Nhưng với tinh thần quật cường, các chiến sĩ cách mạng đã không chịu khuất phục và đã tổ chức những cuộc đấu tranh từ sơ khai cho đến có tổ chức để chống lại sự tàn bạo của chúng. Sau đây, em xin trình bày chương 2, cuộc đấu tranh tại nhà tù của các chiến sĩ cách mạng. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, tù nhân ở nhà tù Côn Đảo là những nghĩa quân của Trương Định, của Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Hưng. Họ là những người đã tham gia phong trào Cần Vương, những chiến sĩ Ba Đình, Bãi Sải, Hùng Lĩnh, Hương Khê, Yên Thế. Mặc dù bị đày ra Côn Đảo, nhưng họ vẫn tiếp tục đấu tranh với tinh thần cương quyết dùng bạo lực chống lại kẻ thù có bạo lực, với truyền thống thà chết quyết không chịu làm nô lệ. Cuộc đấu tranh ở Côn Đảo với những ưu điểm và những hạn chế rõ ràng của nó. Khởi đầu là cuộc nổi dậy tháng 6 năm 1862 đã quét sạch bọn Pháp ra khỏi Côn Đảo, đã phá tan nhà tù Côn Đảo ngay từ khi nó mới thành lập. Nhưng không biết xây dựng tổ chức chính trị và phát triển lực lượng, cho nên bọn Pháp đã quay lại đàn áp dã man cuộc khởi nghĩa. Kính thưa các thầy cô, nhà tù Côn Đảo là nơi tụ hội của những người yêu nước và những người cách mạng Việt Nam. Họ bị đặt trước hai tình huống, hoặc là chịu chết dần chết mòn trong lao tù, hoặc là đấu tranh đòi cải thiện chế độ nhà tù, giành lấy sự sống. Khổ cực và uất hận chất chồng, tù nhân trại một đã nhiều lần vùng lên chống lại bằng nhiều cách. Giết bộ cặp rằng lưu binh, giết những tên gác ngục hung ác, tự tử để phản đối hoặc nổi dậy phá ngục. Họ thà chết còn hơn chịu cảnh ngược đãi, đọa đày. Xong, những cuộc đấu tranh như vậy chỉ làm cho bọn chúa ngục thêm bạo ngược, còn phần lớn tù nhân thì kéo dài tình trạng bế tắc và tuyệt vọng. Trong sự đọa đày khốn cùng, đòi hỏi những người cộng sản trại một phải nghĩ cách làm sao cuộc đấu tranh cách mạng trong tù được tổ chức dần thành đội ngũ chặt chẽ, có khả năng tập hợp quần chúng tù thường và có phương châm hình thức đấu tranh kết hợp. Vì vậy, cần phải có tổ chức đảng làm hạt nhân lãnh đạo để tiếp tục cuộc đấu tranh cách mạng. Nên chi bộ đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo ra đời vào khoảng đầu năm 1932 tại Khám Chỉ Tròn, trại 1. Chi bộ xác định những nhiệm vụ chủ yếu là lãnh đạo đấu tranh trong tù, giáo dục bồi dưỡng lý luận cho nhau, tuyên truyền giác ngộ binh lính giám thị, liên hệ với đảng ở đất liền và tổ chức trốn. Mặc dù chưa được đảng bộ cấp trên công nhận, chi ủy có uy tín tuyệt đối trong toàn thể tù chính trị. Ngoài ra, chi bộ chỉ đạo tổ chức tương tế trong tù để giúp đỡ lẫn nhau. Hội cứu tế trại một ra đời đã giúp những người tù nhân ốm đau được săn sóc bằng hình thức cứu tế thích hợp và những quan hệ quần chúng tốt. Những người cộng sản đã cảm hóa và tập hợp một số đông tù thường phạm, từng bước đưa họ vào cuộc đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù. Đồng chí Nguyễn Hới, một trong những người lãnh đạo đầu tiên cuộc đấu tranh trong tù, đã viết nhiều bài trên báo Tiến Lên khẳng định ở Côn Đảo không thể có động cướp chính quyền được, mà chỉ có thể tập hợp lực lượng lãnh đạo đấu tranh bằng các hình thức lãng công, bãi công, tuyệt thực, đòi cải thiện chế độ lao tù. Đấu tranh trong tù được xác định là một bộ phận trong toàn bộ cuộc đấu tranh cách mạng, nhằm chấm chế độ lao tù hà khắc, bảo vệ sinh mạng, duy trì tinh thần chiến đấu và rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ cho đảng. Các chi bộ ở Côn Đảo thống nhất trong một tổ chức đảng mà trung tâm chỉ đạo vẫn ở Khám Chỉ Tồn. Nhiệm vụ cụ thể của đảng bộ được xác định rõ là lãnh đạo tương tế, lãnh đạo đấu tranh, lãnh đạo học tập và tự học tập, tổng kết kinh nghiệm đấu tranh cách mạng, biên soạn và dịch thuật tài liệu cho đảng, tổ chức trốn. Qua thư từ gửi về đất liền, đảng bộ đã nối được liên lạc với xứ ủy Nam Kỳ. Các đồng chí mãn án trở về được chi bộ giới thiệu và giao nhiệm vụ liên lạc với xứ ủy, báo cáo sự ra đời và hoạt động của chi bộ nhà tù Côn Đảo, đề nghị đảng công nhận và cung cấp sách báo, tài liệu để huấn luyện cho cán bộ, đảng viên. Chi bộ còn đề nghị đảng phát động một phong trào đấu tranh đòi ăn xá tù chính trị và vận động quần chúng gửi tiền và quà ra tiếp tế cho tù chính trị ở Côn Đảo.
Chi bộ chỉ toàn tích cực củng cố hội tù nhân và chuẩn bị mọi mặt cho các cuộc đấu tranh, quyết định thành lập hội tù nhân thống nhất. Sau đó, với tôn chỉ, mục đích vẫn thể hiện tính cách quần chúng rộng rãi, giúp đỡ nhau trong lúc đau yếu và trong việc làm, đấu tranh đòi cải thiện sinh hoạt và giảm nhẹ khổ sai, và tổ chức học tập văn hóa. Những cuộc đấu tranh đòi tiên đòi giảm nhẹ khổ sai đã nổ ra ở khám chỉ tồn. Y ý đã thảo luận kỹ với hội tù nhân về mức độ khổ sai hợp lý cho từng kiếp việc, rồi giao cho ban tranh đáo chỉ đạo đấu tranh. Cuộc đấu tranh diễn ra ngay trước mặt tên chúa đảo, bọn gấp ngục đánh tù như điên như dại. Hôm ấy, xếp trại một phải dành riêng khám 10 để nhốt những người bị thương. Các cuộc đấu tranh đều được chú ý chỉ đạo chặt chẽ, giao nhiệm vụ đến tận từng người, kiên quyết đấu tranh nhưng tuyệt đối không manh động để địch kiếm cớ đàn áp. Do tổ chức chặt chẽ và biết cách đối đáp nên không ai biết gì. Các khám và các sở tù lần lượt lật đổ chế độ cặp rằng tay sai, bầu ra những cặp rằng cộng sản, nên việc khổ sai và đời sống của tù nhân được cải thiện. Nếu như yêu cầu cấp bách đối với trại một là phải đấu tranh chống chế độ khổ sai tù, thì yêu cầu khách quan đặt ra cho những người cộng sản ở trại hai là đoàn kết các xu hướng chính trị, đấu tranh đòi cải thiện đời sống, đòi thực hiện chế độ tù chính trị, bảo vệ sinh mạng cán bộ và tổ chức học tập văn hóa, lý luận, đào tạo rèn luyện cán bộ cho đảng. Sau nhiều lần đấu tranh, bộ cầm quyền ở con đảo buộc phải để cho tù nhân được tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và học tập chính trị, lý luận. Công tác văn hóa, nghệ thuật trong tù vừa là một nhu cầu thưởng thức nghệ thuật, làm phấn chấn tinh thần, vừa có tác dụng giáo dục tốt, giúp cho người tù sống qua những ngày đen tối, đơn điệu và nặng nề trong buộc thất. Chiến sĩ tù chính trị không những tổ chức đấu tranh cải thiện nhà tù mà còn biến nhà tù Đế Quốc thành trường học cách mạng. Học tập và vươn lên là truyền thống của những người cộng sản. Ban lãnh đạo còn tổ chức một bộ phận chuyên sao các tài liệu ra nhiều bản để phục vụ các lớp học và gửi cho chi bộ trại một, gửi về đất liền. Sách báo được giấu trên mấy nhà, hầm bí mật trên đầu tường. Vào buổi tối, anh em cùng nhau đọc dưới ngọn đèn nhỏ được che chụp kín trong góc khám. Ngoài ra, ban lãnh đạo trại 2 còn tổ chức học tập các môn văn hóa như lịch sử, địa lý, văn hóa nghệ thuật và ngoại ngữ. Việc học tập văn hóa, lý luận và thưởng thức nghệ thuật ở con đảo ngày càng lôi cuốn nhiều anh em quốc dân đảng tham gia. Mặc dù các lãnh tụ cực đoan ra sức tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa cộng sản, nhưng phần lớn đảng viên và quần chúng quốc dân đảng đều nhận thấy những người cộng sản sống có tổ chức, có tình thương và có ý chí học tập vươn lên phấn đấu cho lý tưởng cách mạng. Họ đã cảm phục nhân cách của những người cộng sản và nhiều người đã dứt khoát đứng hẳn về lập trường của những người cộng sản. Cuối năm 1934, đồng chí Nguyễn Văn Nguyễn từ nhà tù con đảo trở về đã viết một loạt bài phóng sự về chế độ tù đày vô cùng dã man ở nhà tù. Lần đầu tiên, những tội ác cực kỳ man rợ của thực dân Pháp ở nhà tù con đảo từ nhiều năm được bưng bít đã bị vạch trần ngay tại Đông Dương, làm xôn xao cả dư luận tiến bộ ở Pháp và trên thế giới. Chi bộ đặc biệt quyết định phát động một đợt đấu tranh rộng lớn trên toàn đảo, chống việc cho tù nhân ăn cá khô mực thối. Cuộc đấu tranh này đã làm cho các người tù cộng sản bị đánh đập dã man, xiềng xích và cấm cố. Chi bộ tích cực chuẩn bị cho một cuộc đấu tranh tuyệt thực lớn trên quy mô toàn đảo, kết hợp với các hình thức bãi công, đưa yêu sách. Tin chi bộ cộng sản ở nhà tù con đảo được công nhận là chi bộ đặc biệt trực thuộc xứ ủy Nam Kỳ đã đem đến cho các đảng viên niềm phấn khởi và tin tưởng ngay giữa lúc ở trong cấm cố, xích chiềng. Kính thưa các thầy cô, dưới sự cai trị của Đế quốc Mỹ, mọi thủ đoạn và các cơ sở lao động khổ sai do thực dân Pháp để lại vẫn được tiếp tục. Ngụy quyền con đảo bắt đầu lao động khổ sai của tù nhân, lấy tù nuôi tù, xây dựng trại giam, sân bay và các công trình trên đảo. Dù bị hành hạ, chế độ khổ sai vẫn dễ chịu hơn là cấm cố.
âm mưu sâu xa của địch trong việc bóc lột cổ xây nhằm phân hóa và cải hóa tù chính trị. Thực chất của chế độ cải hóa là tốt cộng trong tù. Trong tù có nhiều thức mức độ đấu tranh, từ các khẩu hiệu dân sinh dân chủ đến các yêu sách chính trị. Khẩu hiệu đưa ra trong các cuộc đấu tranh chính trị tùy thuộc vào thủ đoạn cụ thể của địch trong mỗi thời kỳ. Từ đấu tranh chống ly khai của tù chính trị Cao Lưu trại 1, đấu tranh chống các thủ đoạn tố cộng của tù chính trị Cao Lưu trại 2 trong giai đoạn năm 1957 đến năm 1963, cho đến phong trào đấu tranh chống cầu cờ ngụy của tù chính trị phát khởi từ năm 1964. Mục tiêu của các cuộc đấu tranh này đều nhằm chống các thủ đoạn tố cộng, diệt cộng của địch, bảo vệ khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Bộ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ biến nhà tù Côn Đảo thành địa ngục trần gian bằng những hình thức cổ sai, nhục hình, nhưng cũng không phục những chiến sĩ cách mạng kiên trung. Sau đây, em xin trình bày chương 3, tội ác của bộ xâm lược và tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Khi nhắc đến phong trào đấu tranh trong tù của người tù chính trị như chuồng cột, chuồng bò, xà lim, những cái tai nghe thôi đã thấy khủng khiếp vô cùng và chỉ cần tận mắt thấy một lần không ai dễ gì quên đi được. Nhưng dường như chúng chẳng là gì đối với những người tù năm xưa. Để phản đối hành động khủng bố mang rợ và ngăn chặn bàn tay khát máu của bộ thực dân, người tù chính trị đã tổ chức các hình thức đấu tranh trong tù, đi từ thấp đến cao như chống chầu cờ, chống ly khai, tuyệt thực. Hình thức đấu tranh cao nhất và khiến cho địch khiếp sợ nhất đó là tự mổ bụng. Những người chiến sĩ cách mạng, họ chẳng màng đến sự sống còn của bản thân mà chỉ một lòng đau đáu cho đảng, cho sự nghiệp giải phóng đất nước của cả dân tộc mình. Sau đây em kính mời các thầy cô xem đoạn video sau ạ. Phiên tòa quân sự đặc biệt năm 1962 tuyên 4 án tử hình và 8 án từ 5 năm đến chung thân khổ sai đối với 12 học sinh sinh viên yêu nước. Một trong 4 người nhận mức án tử hình khi đó là giáo sư Lê Quang Vịnh. Lúc đó ông 26 tuổi và đang dạy học tại trường Petruski, Sài Gòn. Sau đó, chính quyền Mỹ Ngụy 2 lần định hành quyết và thủ tiêu ông. Nhưng trước sức ép của dư luận trong và ngoài nước, chúng buộc phải bỏ ý định này và giảm án cho ông xuống chung thân. Ông bị giam giữ ở Côn Đảo cho đến ngày giải phóng. Và trong số 4 người bị tuyên án tử hình, nay chỉ còn lại 2 người còn sống. Người thứ hai là ông Lê Hồng Tư. Trong bức ảnh là chú bao nhiêu tuổi ạ? 25, 26 gì thì cũng không nhớ rõ lắm nhưng khoảng đó. Và cháu có thấy một dòng chữ ở dưới bức ảnh là câu nói của chú trước tòa. Tôi chỉ tiếc không đủ tạc đạn để giết giặc Mỹ. Lúc nó hỏi lời nói cuối cùng mà anh có hối tiếc gì không thì tôi nói Mỹ thì vũ khí nhiều lắm, tụi tôi có mấy cái trái tạc đạn thôi, chúng tôi phải dành những trái tạc đạn quý báu này để tặng cho sĩ quan Mỹ. Thì nên cái hậu trường lúc đó bỗng nhiên ta bật cười, mặc dù không khí rất là căng thẳng, bởi vì chúng tôi không có sợ cái chuyện nó kêu án gì cả, không cần vì mình biết nó sẽ kêu tử hình đâu, nhưng mà vẫn lạc quan tin tưởng dù mình không còn nhưng nhất định là cách mạng sẽ thành công. Chứ còn sống thì coi đây chỉ nghĩ tới kiểu là cho tôi sống lại một ngày thôi, không nghĩ là mình có thể mình sống được, đó là niềm mơ ước thôi. Chứ còn nghĩ là phải bỏ mình ngoài Côn Đảo thôi, hoặc là pháp trường, nhưng mà muốn là chết trên pháp trường để mình còn có thể nói được cho mọi người biết được cái bộ mặt của ác ôn và tàn bạo của tụi nó. Trong tiểu đội anh hùng năm xưa, có thể nói ông Lê Hồng Tư là người trải qua nhiều thăng trầm nhất. Cùng với ông Lê Quang Vịnh và hai người khác cùng bị tuyên án tử hình, ông đã một lần cận kề với cái chết khi bị chính quyền Mỹ Ngụy mang đi hành quyết. Sau đó, chúng buộc phải giảm án cho ông xuống chung thân. Năm 1966, ông vượt ngục cùng hai người khác nhưng không thành công và bị bắt giam trở lại. Sau lần vượt ngục bất thành đó, ông còn suýt bị thủ tiêu thêm một lần nữa. Mỗi lần trở về Côn Đảo, có một điều mà ông Tư không bao giờ quên là thắp hương cho người đồng đội đã mất sau khi cùng ông vượt ngục. Đó là ông Lê Văn Việt, một biệt động rất giỏi và chính là người tổ chức cuộc vượt ngục năm xưa. Sau khi bị địch bắt lại,
ông Việt bị tra tấn cho đến chết. Một năm chỉ có một bộ quần áo trong người, hàng tháng thì phải có kinh nguyệt và bị cấm cố trong chuồng cọp, thì đâu có nước nôi gì. Như vậy là mỗi ngày đó thì chỉ có một lon sữa bò nước uống. Cho nên là phụ nữ mà có kinh nguyệt thì phải xé hai cái ống quần, xé lần lên tới ở trên, rồi xé hai cái tay áo lên tới cái nách, xé cái vạt áo lên tới cái lưng quần. Như vậy là trong một năm ở chuồng cọp thì cái người phụ nữ phải dùng cái việc mà kinh nguyệt của mình bằng những cái mảnh vải như vậy đó, mà không có nước nôi, không có gì hết. Ở Côn Đảo ngủ sáng dậy chuồng cọp đó mới biết ai còn ai mất. Có khi nửa đêm là đã có tiếng kêu là người này hấp hối, người kia hấp hối. Cho nên là mấy chị chết rồi đã. Những lần đó thì không thể nào không cầm nước mắt được. Mà không phải một người không cầm nước mắt, mà cả tập thể đều giống như là để một cái tang trong lòng của mình cho một cái đồng đội mình đã ra đi vậy đó. Thôi nằm chuồng cọp chị, chứ tụi chú có cái cách để liên lạc với nhau. Mình nói lớn nó nghe đâu có nói được đâu. Ở trong cái thùng cầu của mình làm toilet á, thì có đinh, cái mình ráng làm sao nhổ được cái đinh. Nhổ cái đinh, cái tường của nó cũng dày lắm á. Cái dùi vô trong tường, cứ nằm nó rảnh mà, cứ dùi riết thì nó ngập cái đinh đó. Cái đánh mọt, cái mọt vào ngón tay nó búng. Bây giờ chú còn nhớ cách đánh mọt không? Nhớ chứ, nhớ. Chú là người đánh mọt rất là giỏi. Đếm theo thứ tự, A là 1, B là 2, C là 3, A 10 thì đúp. Đó. Anh em á. Nghe như là một bản nhạc. Gõ mà nghe thấy nghe giỏi, nghe nhanh lắm á. Mà người kia, cái người bên kia áp cái lỗ tai vô tường, mình búng nghe rất rõ mà ở ngoài không nghe gì hết. Búng vô cái đinh đó. Bằng cách đó, thông tin được truyền đi khắp nơi, không một hầm ngục nào có thể ngăn cản nổi. Bằng cách đó, cả di chúc của Bác Hồ, những vần thơ và những bài hát cũng được truyền từ phòng giam này đến trại tù khác, tạo nên một đời sống tinh thần đầy lạc quan và dũng mãnh giữa ngục tù. Cũng bằng cách đó, mỗi người được truyền thêm sức mạnh, và sức mạnh của mỗi con người được nhân lên gấp ngàn vạn lần, trở thành sức mạnh của cả một thế hệ đã đưa đất nước đến ngày tự do, độc lập hôm nay. Nhà tù Côn Đảo là nơi mà kẻ thù hung bạo phải run sợ trước khí phách, khí tiết cách mạng của người tù yêu nước. Dù bị giam cầm, cấm cố, nhưng họ vẫn sống lạc quan, tin tưởng cách mạng sẽ thành công, nên không từ bỏ con đường đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước. Kính thưa các thầy cô, tại chuồng cọp, bằng những hình thức tra tấn dã man, tưởng chừng như các tù nhân chính trị không còn sức chống cự, nhưng đây lại là nơi nổi dậy đầu tiên của tù chính trị vào lúc 12 giờ đêm ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trong tổng số 4.334 tù chính trị thì có 494 phụ nữ và 31 tù ở các trại giam. Để rồi, trưa ngày 1 tháng 5 năm 1975, ta hoàn toàn làm chủ Côn Đảo. Sáng ngày 4 tháng 5 năm 1975, quân ta từ tàu chiến đổ bộ lên đảo, một cuộc meeting mừng Côn Đảo giải phóng được tổ chức trọng thể. Hàng nghìn cựu tù mang cờ Tổ quốc, Bác Hồ cùng với cư dân trên đảo hò reo vang dội. Khi vừa giải phóng, trong những giây phút đầu tiên được tự do, với cảm xúc mãnh liệt, ông Lê Quang Vịnh đã viết bài hát Chào Tự Do. Ta ra hát lên đi, ta ra hát lên đi, ta ra mừng lên đi, đời ta đã hết tù ngục chia ly. Ta ra hát lên đi, ta ra hát lên đi, ta ra mừng lên đi, sáng sao là sáng, ánh sao quốc kỳ. Tự do, tự do, tự do, tự do, chúng ta đã có tự do, đã có tự do. Tung tăng phơi phới hát mừng thỏa lòng mong ngóng, như chim tung cánh giữa trời xanh rộng. Chuồng cọp hàng dương chào huy với bao căm hận, độc lập tự do ước mơ suốt đời ta đó,
giải phóng ơi ngày giải phóng, ta vươn tay lao động, ta nâng cao cờ hồng, cách mạng thành công. Kính thưa các thầy cô, bài hát Chào Tự Do đã kết thúc phần trình bày của em, và sau đây là phần báo cáo câu chuyện Đức Hạnh. Em kính mời cô Từ Thị Bé sẽ tiếp tục phần báo cáo ạ. Kính thưa các thầy cô, vừa rồi chúng ta cũng đã phần nào hình dung được sự hình thành của nhà tù Côn Đảo và hiểu rõ hơn vì sao nơi đây được gọi là địa ngục trần gian với những trận đòn tra tấn tàn ác về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng điều đó càng giúp cho các chiến sĩ yêu nước quyết tâm đấu tranh và tin vào ngày giải phóng mà không sợ phải hy sinh thân mình để bảo vệ đồng đội. Vết sẹo lành như nỗi đau còn đó, biết bao con người đã hòa trộn máu xương của mình ở hòn đảo này. Nước mắt không rửa sạch câu chuyện ngày hôm qua, vì thế hơn 30 năm qua, người nữ cụ tù ấy vẫn âm thầm gánh vác trách nhiệm hương khói cho đồng đội đang yên nghỉ tại nghĩa trang Hàn Dương với tư tưởng khi thời còn bị giam trong tù, chị em sống chết luôn có nhau. Sau đây, em kính mời các thầy cô cùng lắng nghe câu chuyện về nữ cụ tù duy nhất bám trụ Côn Đảo dù đất nước đã giải phóng hoàn toàn, đó là bà Nguyễn Thị Ni. Bà Nguyễn Thị Ni sinh năm 1939 trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Ngay từ nhỏ, bà đã làm quen với các chú bộ đội đóng quân tại nhà. Bà làm nông, thường xuyên đi tuyên truyền, tuổi còn nhỏ, nhưng bà đã nhận thức được tội ác của giặc, sớm được giác ngộ theo cách mạng. Vết sẹo trên cánh tay vẫn còn in hẳn từ buổi đang nấu dở nồi canh phải vùng chạy khi tụi lính Pháp rượt đuổi. Bắt con nhỏ đó, nó là con Việt cộng, lớn lên cũng sẽ làm Việt cộng, cho nó chết cháy. Nhà nghèo càng khốn cùng hương khi giặc đốt nhà, bắt heo, cướp đồ đạc. Lính Pháp, lính Mỹ đều tàn ác, tra tấn, bắt giết dân lành. Phong trào đồng khởi năm 1960 ở Bến Tre lan rộng, khí thế sôi sục, nhân dân miền Nam vùng lên khởi nghĩa. Dân căm phẫn, không có súng thì gốc tre làm hầm, chống đóng địch, làm thợ may ở nhà. Bà tích cực làm giao liên, đưa thư cho bộ đội, kịp thời mật báo tình hình. Thư bỏ trong giấy bô ly, bọc đắp bên ngoài để ngụy trang. Công tác bí mật đòi hỏi sự khéo léo từng cử chỉ, lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên, có một lần có một người đến học may bất cẩn để địch phát hiện ra lá thư, bà bị bắt giam hơn một tháng. Sau lần bị bại lộ ấy, bà thốt ly chuyển lên Sài Gòn, hoạt động biệt động ở quận 4, quận 8. Có người cùng làm hoạt động bị địch đánh đập, chịu không nổi nên đã đầu hàng. Bà lại bị chúng theo dõi, bắt giữ trên chuyến xe về quê năm 1971. Địch cho đối chất, bà cứng răng chịu đựng, cương quyết không khai. Trước thái độ kiên cường bất khuất, dù bị tra xét, tra tấn dã man, vẫn không làm nữ biệt động gan dạ cục ngã. Để đối phó, có lần bà phải giả điên. Khi bị nhốt trong tù ở đất liền, nhiều lần thấy trưởng phòng giam làm tay sai cho bộ ác ôn, bắt nạt, báo hại tù nhân, bà lớn tiếng cảnh báo. Chị em trong tù không thương nhau mà mày lại báo cái tù, tóc mày dài, tao sẽ nắm tóc mày giật xuống. Khi nghe tin con gái bị bắt, cha bà bán hết gia tài lấy tiền mua chuộc cai ngục để đưa bà ra. Bà nói với cha, con sống hay chết, cha mẹ đừng lo cho con. Cha mẹ hãy mang tiền về mà lo cho các em khôn lớn. Con sống hay chết thì cha mẹ cũng không phải hổ thẹn đâu. Một đồng đội dường như cũng không làm một việc động gan dạ. Chúng đưa bà ra Côn Đảo vào tháng 10 năm 1972. Hồng đầy bẹp ý chí bản lĩnh của bà bằng những đồn đôi tra tấn. Bà Nhi bị giam ở trại Phú Hải, bị nhốt cùng 36 nữ tù chính trị khác trong căn phòng chừng 3 mét vuông. Trong trại giam, các chú ngục có những trận đồn hỏi cung chị em đủ các kiểu tàn ác. Chúng thẳng tay đàn áp, đấm đá vào bất cứ đâu trên thân thể, thậm chí cả vào vùng kín của các chị em. Chúng tuyên bố, đánh cho chúng mày tuyệt nồi. Những trận đòn và những cơn đau dường như cũng chai sạn đi. Chúng càng đánh thì bà và các chị em càng đấu tranh dữ dội. Mỗi cuộc đấu tranh là một cuộc đàn áp đẫm máu. Dù thể xác bị đau đớn, nhưng tình yêu thương chị em luôn dành cho nhau. Cứ mỗi buổi tối còn nằm chung chiếu thì bới thức cho nhau, nhường nhau từng miếng nước uống,
chia nhau từng hột muối. Bà và đồng đội xác định khi đã làm cách mạng, một là vào tù, hai là chiến đấu hy sinh ngoài chiến trường, ba là còn nguyên vẹn, không bị ở tù, không bị hy sinh ngoài chiến trường. Khi bà và đồng đội bị nhốt trong tù, một cây ngục đổ vôi từ trên xuống, dội nước vào, vôi trắng ngập nước sôi sùng sục trên khắp thân thể người tù. Vết cháy nham nhở trên da, vết thương không được băng bó, không được gội rửa, lâu là ngày mưng mủ, nhiễm trùng, nhiều chị em đã không qua khỏi. Khi bị bọn cai ngục ném lựu đạn cay vào phòng giam, bà nhờ được các chị đi trước truyền dạy kinh nghiệm chống lựu đạn cay. Trong mỗi phòng giam sẽ có một chén nước tiểu. Khi địch ném lựu đạn cay vào buồng giam đàn áp, lấy nước tiểu uống sẽ hết ngạt, dùng nước tiểu xoa lên mắt sẽ hết cay. Bằng cách này, chị em đã hạn chế được thương vong, tinh thần đấu tranh càng sôi sục. Ở địa ngục trần gian, bà và các nữ tù chính trị bị tạt nước tiểu, tạt xà bông, bị chích điện, bị đánh đập thừa sống thiếu chết. Bên cạnh đó, đối với những người tù chính trị, về việc ăn uống càng ham khổ hơn. Sau đây, em xin kính mời các thầy cô cùng nghe một đoạn video sau. Thảo ra, thì có một nó nhốt trong phòng, nó không cho ra. Ngày ra tắm giặt nửa tiếng đồng hồ, mà đêm còn mà khi đấu tranh là 6-7 ngày mới được ra. Thì ăn nước thì thiếu, tắm giặt thiếu, nước uống thiếu, rồi cơm thì gạo trắng mà gạo mục, mắm thì mắm đắng, mắm cay sặc mà mắm đắng, rồi tương thì tương chua, rau không có, trái cây không có, thuốc men gì không có hết. Nó bây giờ nó không đập chết liền, nó lâu lâu là có cái trận thì nó lâu lâu nó mở chiến dịch nó quấn cho một lần, quấn rồi nằm đó rồi nó cho ăn cái kiểu đó là chết dần chết dần. Bị đối xử ham khổ trong ăn uống dẫn đến nhiều chị đã đổ bệnh, không có thuốc men nên đã không qua khỏi. Quá căm phẫn, bà gào vào một tên lính ngục: cùng là Việt Nam máu đỏ da vàng, cùng chung một giống nồi, mà sao các anh tàn ác thế? Các anh đánh chúng tôi, các nào các anh đánh cha mẹ, anh em của mình. Vừa dứt lời, hai tên lính vô ngục xông vào cửa, đập vào ngực của bà khiến bà ngã vào tường. Vì những lời đánh thế, bọn cai ngục nổi khùng: con này gớm lắm, nhét khăn vào miệng đánh cho bỏ ghét. Sau cuộc xét hỏi, bà trở về buồng giam, quần áo rách tả tơi, máu me bê bết khắp người, hai bàn tay sưng phù lên vì bị chích điện. Những trận đồn và những cơn đau dường như cũng đã cháy sạm. Chị em động viên nhau, dứt khoát không đầu hàng, đoàn kết yêu thương nhau như người một nhà. Người khỏe đỡ đồn cho người yếu, nhường phần cơm ít ỏi cho người đau. Muôn vàn khó khăn khổ cực ở chốn lao tù, nhưng ai nấy đều rất lạc quan. Những lời ca tiếng hát là liều thuốc xoa dịu đớn đau, vững tin hướng tới ngày mai tươi sáng. Chốn lao tù là nơi ta rèn tâm trí, đây cũng là chiến trường mà ta không cần vũ khí. Trái tim này là gan đập tan những người bán nước, thân xác này là đồng, trong đó có dòng máu đỏ, máu có đổ, ban mai sẽ ấm mặt trời. Sau ngày giải phóng hoàn toàn Việt Nam thống nhất đất nước, bà được trao trả ở Lộc Ninh và được chuyển về công tác tại bộ phận tiếp nhận tù chính trị theo Hiệp định Paris của Trung ương Cục miền Nam. Bà được vinh dự kết nạp đảng vào ngày 1 tháng 1 năm 1975. Tròn 10 năm quay lại, con đảo chưa có nhiều thay đổi. Chỉ có điều, con đảo hôm nay đã không còn xiềng xích ngục tù, địa ngục trần gian, giờ thành hòn đảo hòa bình và yên ả. Việc đầu tiên bà làm khi ra thăm con đảo là bà ngồi hàng giờ bên bia mộ mà khóc. Hạnh phúc, nhớ thương, đau đớn cứ hòa vào nhau. Bà luôn coi mảnh đất nhiều duyên nợ là quê hương thứ hai của mình. Được chồng hiểu nỗi lòng và thu xếp công việc rồi ra sống ở con đảo năm 1984. Và bà là người duy nhất ở lại con đảo với tâm nguyện để lo hương khói cho đồng đội. Lúc đầu chuyển ra con đảo, bà làm phó bí thư công đoàn huyện, tiếp nhận tài liệu từ đất tiền gửi ra, triển khai nghị quyết ở cấp trên cho công đoàn các cơ sở tới từng hội viên. Đảo hoang sơ,
cuộc sống người dân muôn vàn khó khăn. Bà còn tranh thủ hướng dẫn bà con cách khai hoang, cấy lúa, trồng rau, nuôi heo. Thấm thoát gần 30 năm ngày trở lại đảo. Giờ tuổi đã cao, sức yếu, nhưng dù ngày thường hay các dịp lễ Tết, đám giỗ, bà thường vào nhà tù thăm các anh, tới nghĩa trang Hàng Dương thăm các chị, để cho các anh và viếng thăm các anh hùng đã ngã xuống vì dân vì nước, bất phần vô quạnh. Nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ, cùng với truyền thống uống nước nhớ nguồn, trong 3 ngày, ngày 23 đến ngày 25 tháng 7 năm 2018, bà và vài cụ chính trị được Phó Chủ tịch nước là bà Trương Mỹ Hoa tặng hoa. Bên cạnh đó, được Đoàn Trung ương, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam đến hỏi thăm sức khỏe và tặng quà. Thời gian đã trôi qua, nhưng khi được hỏi cảm nghĩ của mình về những người đã từng tra tấn hành hạ mình hay bận dọc Mỹ và cuộc sống cuối đời của bà như thế nào, thì bà trả lời: đối với người Mỹ thì nói chung cái chủ trương của nó là cái ban lãnh đạo nó là tổng thống nó và ra lệnh là bắt lính rồi là qua để đánh Việt Nam mình. Mới ban đầu là chiến tranh chiến tranh đặc biệt, rồi sau chuyển chiến tranh cục bộ, rồi qua một cái giai đoạn nữa là Việt Nam quá chiến tranh. Việt Nam quá chiến tranh là Mỹ rút quân luôn, là coi như là bắt đầu giải phóng đó. Thì là tôi cũng không có ấn tượng gì ghét người Mỹ đó, do cái đầu não cầm quyền của người Mỹ để bắt nhân dân Mỹ mà qua đây đánh Việt Nam mình, thì cái điều đó nhân dân Mỹ cũng đau lòng lắm. Nhân dân Mỹ đâu có muốn. Dù trong thời chiến hay trong thời bình, thì bà Ni vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nguyện hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân cho đến hơi thở cuối cùng. Kính thưa các thầy cô, vừa rồi em đã kể xong câu chuyện về nữ cựu tù Nguyễn Thị Ni. Sau đây là phần báo cáo bài học lịch sử và thực tiễn. Em xin kính mời cô Nguyễn Đoàn Mỹ Duyên sẽ tiếp tục báo cáo ạ. Kính thưa các thầy cô, được học tập, nghiên cứu về nhà tù Côn Đảo giúp chúng ta hiểu rõ hơn về thủ đoạn độc ác, tàn bạo và âm mưu của bọn thâm lược khi đày đọa thân xác những người con yêu nước, chẳng khác nào là địa ngục trần gian. Càng học, em càng khâm phục tinh thần quả cảm, sẵn sàng lấy cái chết để đấu tranh với niềm tin mãnh liệt đất nước nhất định sẽ có ngày giành lại độc lập. Qua đó, em xin rút ra 3 bài học. Thứ nhất là bài học lịch sử. Trong suốt 113 năm, thực dân Pháp, sau đó là đế quốc Mỹ, đã biến nơi đây thành địa ngục trần gian. Chính nơi đây, những người chiến sĩ cách mạng đã kiên cường đấu tranh bất khuất, giữ vững khí tiết cách mạng. Những tù nhân ở Côn Đảo thấm thía một chân lý, muốn sống và tranh đấu, vượt lên nỗi đau về thể xác và tinh thần. Tại nơi được ví là địa ngục trần gian này, các chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù đế quốc thành trường học cách mạng, là nơi giáo dục truyền thống đấu tranh anh dũng, lòng yêu nước, tinh thần bất khuất của các thế hệ hoạt động cách mạng, là tiền bối cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Thứ hai là bài học cho thế hệ mai sau. Tù chính trị và các chiến sĩ cách mạng của ta bị bọn thực dân đối xử tàn bạo như vậy, nhưng với tù binh Pháp và Mỹ thì chúng ta đối xử rất nhân đạo, làm cho các tù binh phải nể phục. Với tù binh Pháp, được các y bác sĩ của ta tập trung cứu chữa, nuôi dưỡng và chăm sóc tận tình. Họ được ăn uống theo khẩu phần, được tập thể dục và chơi thể thao, sinh hoạt theo nội quy thống nhất. Chế độ chăm sóc các tù binh Mỹ cũng rất đặc biệt. Hàng ngày họ còn được tăng gia sản xuất, chơi bóng chuyền, đọc sách báo để thoải mái về tâm lý. Vào những ngày lễ Noel, ta còn tạo điều kiện cho họ tự nấu nướng, thậm chí còn có cả cây thông Noel để họ trang trí. Một vài tù binh thậm chí còn được đến nhà thờ để cầu nguyện. Họ còn được đi tham quan văn miếu, chùa Một Cột, Hồ Hoàn Kiếm, vừa thay đổi không khí, vừa để cho họ có cơ hội nghĩ về Việt Nam. Ngoài ra,
Các tù binh này còn được viết thư gửi về nhà mỗi tháng một lần. Người nhà ở Mỹ cũng có thể gửi đồ tiếp tế để chuyển đến tay các tù binh. Mặc dù tội ác của thực dân Pháp và Mỹ đối với quân và dân ta là rất lớn, nhưng với tấm lòng bao dung và nhân ái, cũng như chính sách khoan hồng và độ lượng của đảng và nhà nước, quân và dân ta đã không lấy hận thù để trả thù, không đem lòng căm hận để trừng phạt tù binh. Việc làm đó thể hiện rõ tính nhân văn, lòng yêu hòa bình, muốn khép lại mọi sự hận thù, mở ra mối quan hệ mới sau chiến tranh. Nhà thơ Phan Châu Trinh đã viết nên bài thơ về nghĩa trang Hàng Dương. Núi Côn Lôn được pha bằng máu, đất Côn Lôn năm sáu lớp xương người. Mỗi bước chân che lấp một cuộc đời, mỗi tảng đá là một trời đau khổ. Nghĩa địa Hàng Dương vùi chôn bao số phận, hết lớp này lớp khác dập đen chê. Mặt phẳng lì không mô đất nhô lên, không bia mộ và không tên không tuổi. Nơi đây vẫn khắc ghi những dòng lịch sử hào hùng mà chúng ta phải luôn ghi nhớ. Thế hệ trẻ chúng con may mắn được sinh ra trong thời bình, nên khó có thể cảm nhận được đầy đủ sự đau khổ, hy sinh của các bậc cha anh trong thời chiến tranh. Nhưng hôm nay, khi tìm hiểu về các chiến sĩ cách mạng và người Việt Nam yêu nước bị tù đầy, các chiến sĩ đã hy sinh để đem lại độc lập, hòa bình cho đất nước, dân tộc Việt Nam. Đó là bài học để thế hệ trẻ chúng con phải gắng sức đóng góp xây dựng đất nước hôm nay. Thông qua bài học lịch sử, giúp chúng em thêm cảm nhận sâu sắc hơn về ý nghĩa kiên trung, tinh thần bất khuất của những nhân đời tình người của các thế hệ chiến sĩ cách mạng ở nhà tù. Nhìn lại chặng đường các chiến sĩ đã trải qua, làm bản thân em cảm thấy hổ thẹn vì mình được sống trong môi trường đầy đủ, nhưng em vẫn chưa nghiêm khắc với chính mình. Em sẽ cố gắng khắc phục để hoàn thiện lối sống nề nếp trong sinh hoạt hàng ngày của bản thân và để kế thừa tinh thần học tập của các chiến sĩ. Bản thân em phải học tập nghiêm túc, nâng cao đạo đức cũng như chuyên môn để làm gương tốt và dạy dỗ các con, cùng nhau học tập lịch sử nước nhà để sau này có thể truyền thừa cho thế hệ mai sau. Và các chiến sĩ yêu nước đã đặt niềm tin vào đảng, tin vào ngày giải phóng, chiến đấu giành lại thắng lợi. Chúng em đang sống trong thời hiện đại và được làm cô giáo văn hóa truyền thống. Chúng em sẽ cố gắng nỗ lực học tập, bồi dưỡng đức hạnh, hoàn thiện bản thân để trở thành người con hiếu và giúp ích cho xã hội. Kính thưa các thầy cô, bài báo cáo của chúng em đến đây là kết thúc. Trong quá trình tìm hiểu về lịch sử nhà tù Côn Đảo, chúng em đã tham khảo một số tài liệu ở một số sách và Internet. Khi báo cáo cũng khó tránh khỏi sai sót, nhóm chúng em rất mong được các thầy cô góp ý để bài báo cáo được hoàn chỉnh hơn. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe ạ.